Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong trang cơ sở này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi gương người chi hội trưởng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, nhiệt tình với công tác hội. Tiếp đó là phóng sự Yên Châu nâng cao hiệu quả sản xuất cây vụ đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Yên Châu đã khơi dậy ý thức tự lực, vượt khó vươn lên thoát nghèo của các cựu chiến binh. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Và ông Lò Văn Dương, sinh năm 1966, chi hội cựu chiến binh Bản Hoàng, xã Trường Khoi là một điển hình như thế. Năm 1987, sau khi rời quân ngũ trở về quê nhà và xây dựng gia đình, tập trung vào phát triển kinh tế, cựu chiến binh Lò Văn Dương luôn phát huy phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ. Ông đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, vươn lên làm giàu cho gia đình và chia sẻ cùng đồng đội, người dân trong bản, trong xã, những kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất. Trò chuyện với chúng tôi, ông Dương chia sẻ. Là chi hội trưởng, tôi luôn xác định, ngoài việc gương mẫu trước quần chúng nhân dân, bản thân cũng phải gương mẫu trước hội viên do mình quản lý, đặc biệt là trong phát triển kinh tế gia đình. Trước kia, gia đình tôi cũng khó khăn lắm. Từ đó suy nghĩ, tìm cách để cải tạo lại diện tích đất hiện có, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi thành mô hình vườn ao chuồng, lấy ngắn nuôi dài, kết hợp với kinh doanh máy xay sát. Năm 2015, gia đình chuyển đổi diện tích trên 1 hecta trồng ngô sang trồng xoài, bưởi và đầu tư nuôi thêm bò, thêm cá. Đặc biệt, gia đình đã trồng thêm trên 6.000 m2 diện tích cỏ voi để làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Khi xuất bán được lứa bò và cá đầu tiên, thấy có hiệu quả, ông đã đầu tư mua thêm bò, thêm cá về nuôi. Nhờ đó, riêng trong năm 2021, gia đình ông đã xuất bán 2 đợt bò vỗ béo với hơn 10 con, bán cá và thu nhập từ cây ăn quả, kinh doanh xay sát đã mang lại cho gia đình ông thu nhập gần 400 triệu đồng. Hiện ông đã xây dựng được nhà khang trang và cuộc sống ổn định hơn. Mấy năm trước thì gia đình là cũng làm kinh tế là trồng ngô và là trồng mía, nhưng cái tình hình phát triển cái mình thu nhập thấy thấp quá, thì là gia đình là đi tìm hỏi ở khắp nơi, thấy mô hình ta làm nhất là về trồng xoài và kết hợp trồng cỏ để chăn nuôi. Đấy, mình tìm ra cái mình đấy là thì mình thử làm xem. Thì hóa ra là mình thấy cái hiệu quả nó tăng lên gấp 3 lên 4 lần. Đấy. Đấy, trong rồi là gia đình là phá cái diện tích ngô chuyển sang là trồng xoài với trồng cỏ. Đấy, thế là cái hình mình cũng dần dần không khá lên. Bây giờ là gia đình nó sắm được một xe ô tô để mua cái hàng, nhất là hàng tạp hóa, hàng thổ cẩm ấy, để đi bán ở các tỉnh như là Nghệ An, Thanh Hóa, cám mua được cái máy sát nữa. Bây giờ là mình lại đầu tư và là cho bò. Đấy, từ đó là bò mình cũng thấy nó lớn nhanh. Không chỉ đi đầu trong chăn nuôi sản xuất, ông còn là một cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, hoạt động của chi hội cựu chiến binh Bản Hoàng. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh năm 2016, sau khi được hội cấp trên triển khai phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, ông nhanh chóng triển khai đến tận hội viên và phát động thi đua trong chi hội. Ông thường xuyên đến thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh của từng hội viên. Đối với những hội viên còn khó khăn, ông nhiệt tình trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh. Từ đó, giúp họ có định hướng để phát triển kinh tế, nhất là kinh nghiệm trong xây dựng mô hình vườn ao chuồng. Gia đình cũng học hỏi gia đình của đồng chí Dương, thì trong khi đó thì gia đình cũng tạo điều kiện mua bò bố béo thì được 8 con, thì mỗi năm suốt 2 lứa. Thì ngoài ra thì trong khi đó thì mô hình của nương giấy thì trồng ngô thì
vì thời tiết không thuận lợi thì nó thay đổi trồng cây xoài ăn quả. Trong khi đó thì gia đình cũng trồng được một HA của nương xoài thì kinh tế cũng hay thấm khá lên rồi. Với những cách làm hay hiệu quả, đến nay chi hội cựu chiến binh Bàn Hoàng xã Trường Khôi đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nhiều hội viên vươn lên trở thành hội khá, hộ giàu. Bên cạnh đó, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động các hội viên xây dựng, duy trì quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, từ đó tăng cường mối đoàn kết nội bộ, xây dựng hội vững mạnh. Đồng chí luôn luôn là nắm bắt được cái thị trường, cho nên là đồng chí này là ở trong lĩnh vực phát triển kinh tế hộ gia đình ý, là đồng chí chuyên về cái nuôi bò và đực bố béo, chứ là hàng năm đồng chí có nuôi được 2 đến 3 lứa, tạo được cái thu nhập mà rất là cao cho hộ gia đình. Ngoài những cái tạo thu nhập cho gia đình, đồng chí còn chia sẻ cho các hội viên khác để học tập và làm theo. Trong cái 5 năm qua là hiện nay là trong chi hội Bản Hoàng ấy, nó có hơn có 8 hộ là làm theo cái áp dụng theo cái mô hình này. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái công tác hội ấy, đồng chí cũng rất là năng nổ, nhiệt tình, tiếp thu được các ý kiến của lãnh đạo để chỉ đạo để tổ chức thực hiện trong hàng năm. Bằng nghị lực của chính bản thân để xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no hạnh phúc, cựu chiến binh Lò Văn Dương xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần vượt lên khó khăn, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Yên Châu, những chân ruộng vụ đông xuống giống sớm đã lên xanh tốt. Nét mới vụ đông năm nay của huyện Yên Châu chính là các diện tích trồng ngô sinh khối giảm đáng kể, diện tích trồng các loại rau củ quả chất lượng cao tăng lên. Trường Đông là một trong những xã có diện tích cây vụ đông hàng năm lớn nhất nhì của huyện Yên Châu. Vụ đông năm nay, toàn xã gieo trồng được trên 160 hectare cây vụ đông, vượt 10 hectare so với kế hoạch giao năm 2021. Với một số cây trồng chủ lực như tỏi, ngô nếp, cà chua, rau đậu các loại. Các loại giống được người dân lựa chọn chủ yếu là giống có thời gian sinh trưởng ngắn hoặc trung bình, năng suất cao, như giống ngô lai LCH9, VN8960, B9698, cà chua trang nông VR2, TN005, cùng các giống cải bắp CB1, CB26. Cũng như nhiều hộ dân trong bản Đông Tấu, vụ đông năm nay, gia đình anh Hoàng Văn Lực tập trung gieo trồng tỏi, ngô trên toàn bộ diện tích đất của gia đình. Thoăn thoắt nhổ cỏ, xới đất cho ruộng tỏi. Anh Lực cho biết, năm nay gia đình trồng được trên 2.000m2 cây vụ đông, cả dưới ruộng và trên nương. Gia đình chúng tôi trồng vụ đông này là ở dưới ruộng thì trồng tỏi, ở trên nương thì có nước thì gia đình trồng ngô. Tôi thấy hiệu quả sản xuất trong vụ đông này là hiệu quả hơn, bởi vì trồng tỏi nó đầu ra, nếu mà có đầu ra thì được nhiều hơn so với trồng lúa. Trong mấy năm gần đây thì sản xuất cây vụ đông đã trở thành một cái vụ sản xuất chính của bà con nhân dân xã Trường Đông. Thì hàng năm thì bà con nhân dân là chủ động cưới sớm để kịp thời cho cái sản xuất cây vụ đông. Và hầu hết các diện tích lúa thì hai vụ thì đến cái vụ đông này bà con nhân dân là chủ động trồng rau màu và hiệu quả kinh tế mang lại thì rất là cao. Có mặt tại cánh đồng bản Triềng Thi, xã Trường Bằn, hầu hết các thửa ruộng đã được phủ xanh bằng các diện tích cây trồng vụ đông. Nhưng có một điểm dễ nhận thấy, không như mọi năm, các diện tích nơi đây được người dân chủ yếu trồng ngô sinh khối, phục vụ cho chăn nuôi, hiệu quả kinh tế không cao. Thì nay nhiều diện tích đã được người dân chuyển đổi sang trồng rau màu các loại để xuất bán ra thị trường. Được biết đến thời điểm này, toàn xã Trường Phần đã gieo trồng được trên 120 hectare cây vụ đông, đạt 100% diện tích theo kế hoạch.
Để có được kết quả này, cấp ủy chính quyền xã Trường Pần đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người dân mở rộng các diện tích trồng cây vụ đông. Năm 2021, Ủy ban xã Trường Pần đã xây dựng cái kế hoạch giao diện tích sản xuất cây vụ thu đông là 120 ha, trong đó là ngô là 40 ha, tỏi là 20 ha, còn rau màu các loại là 60 ha. Rau màu chủ yếu tập trung ở các bản Trường Phú, Trường Thi, bản Tùng Phiêng. Hiệu quả của cây vụ đông thì chúng tôi thấy là một cây có thời gian sinh trưởng rất ngắn, trong vòng 100 ngày là đã có thể cho thu hoạch được, và diện tích khoảng 5 đến 60 triệu trên 1 ha, mà cây chi phí sản xuất thì là rất là thấp. Năm 2021 thì trên một số diện tích đất ruộng bị hạn, thế là chúng tôi phải cho xử lý để chuyển sang cây vụ thu đông sớm, nên là hiệu quả của cây vụ đông này đã được trồng sớm và có hiệu quả cao, đã bù đắp lại được cái diện tích lúa bị thiệt hại. Năm nay, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, toàn huyện bước vào sản xuất vụ đông trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Do trình độ kỹ thuật thâm canh, xen canh và ý thức chủ động của người dân đã được nâng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất là các công trình thủy lợi được xây mới, cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng ngày càng hiệu quả. Các loại giống vật tư khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Các địa phương đã căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đất đai thực tế và khung thời vụ để chủ động bố trí hợp lý cơ cấu các loại nhóm cây trồng cho phù hợp. Tập trung phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ như ngô ngọt, rau đậu, tỏi, cải sầu. Đặc biệt, cây rau đậu các loại là nhóm cây có chu kỳ sản xuất ngắn, phù hợp gieo trồng trên đất ruộng và trong các vườn rau chuyên canh của hộ gia đình, nhu cầu tiêu thụ lớn. Nên ngay từ đầu vụ, bà con đã chủ động tăng diện tích sản xuất, tận dụng tối đa diện tích gieo trồng, quy hoạch các ruộng rau chuyên canh, rau sạch, rau an toàn. Đầu tư thâm canh đưa các loại giống rau chất lượng cho năng suất cao vào gieo trồng. Theo kế hoạch, năm nay toàn huyện Yên Châu sẽ gieo trồng 1.500 hectare cây trồng vụ đông, trong đó rau đậu khoảng 750 hectare, cải sầu 300 hectare, ngô 300 hectare, 150 hectare tỏi. Với phương châm thu hoạch lúa mùa đến đâu, làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó, đến nay toàn huyện đã làm đất và gieo trồng được 92% diện tích cây vụ đông, trong đó gieo trồng được 130 hectare tỏi, tập trung tại các xã Trường Đông, Trường Sàng, Trường Pằn, Viêng Lán. Trên 300 hectare ngô, hơn 650 hectare rau màu các loại tại hầu hết các xã trên địa bàn huyện. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp tục việc gieo trồng các diện tích còn lại, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Nhằm phát huy cái lợi thế về đất đai cũng như là về cái điều kiện tự nhiên, thì cái giá trị của sản xuất cây vụ đông là cũng mang lại rất nhiều cái giá trị cho người nông dân. Nên chính vì vậy mà hàng năm thì phòng nông nghiệp đã tham mưu cho ban huyện xây dựng cái kế hoạch cũng như là cái cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng để phát huy tối đa cái lợi thế của từng khu vực. Cụ thể là như năm 2021 này thì sẽ triển khai những cái xã mà dọc quốc lộ 6 sẽ tập trung vào cái vùng phát triển rau đậu. Các cái xã vùng Tú Nang, Trường Hạc thì sẽ phát triển ngô để cho ngô sinh khối để phục vụ cho chăn nuôi, và những cái vùng cao thì tập trung phát triển cho cải dầu. Như là về mặt kỹ thuật thì cũng tuyên truyền vận động bà con là sản xuất theo cái tiêu chuẩn an toàn, cùng đồng thời là cũng định hướng phát triển các cái vùng rau ngô để phục vụ cho nhà máy chế biến Doveco, cụ thể là như là ngô ngọt hay là các cái loại rau. Với những giải pháp và hướng đi cụ thể gắn với đẩy mạnh đưa những cây con giống có giá trị năng suất cao vào sản xuất, hy vọng rằng vụ đông năm 2021 và những vụ tiếp theo, người dân trên địa bàn huyện Yên Châu sẽ có những vụ mùa bội thu, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Vâng, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong trang cơ sở sau.